Nguyễn Hoa gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 6 của bộ truyện. Nguyễn Hoa không biết nói gì hơn ngoài lời chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật thư giãn qua giọng kể của Nguyễn Hoa. Cô Hà ngồi bên cạnh nghe cái giọng ngang ngửa của Hoàng thì chỉ muốn đánh cho vài phát. Nhưng ở đây có hai vợ chồng anh Khánh Nên là cô nhịn lại Mặc kệ cho Hoàng thích nói gì thì nói Cho đến khi mà ra về Thì cô mới có cơ hội mà hỏi tội Sao? Tính về nhảy với tôi đấy hả? Anh có làm gì đâu Lại cố tình quên này Bộp, bộp Ai ui, đánh đau thế Định ăn vạ đấy hả Ăn vạ em một chút thì có sao đâu Về đi, chuẩn bị mọi thứ cho tốt đấy anh đi học ngay nhà có gì mà phải chuẩn bị chứ? Sao lại không? Học đại học không như là học cấp 3 đâu. Đến tán em khó thế, anh còn làm được. Chứ mấy cái việc đơn giản đó thì sao mà làm khó được anh? Vớ vẩn. Vớ vẩn đâu, anh nói đúng mà. Đúng thì về đi, không mẹ lại ngóng đấy. Không nhớ người ta hay sao mà mới đứng một tí đã đuổi về thế nhỉ? Không, về đi. Ác thật đó về điểm danh đi lát sau thì nhắn tin sau nhớ nhé lát anh gọi mà tắt máy như hôm trước ý, thì anh tới tận nhà man vạ đó ừ. hoàng láu cá lại thơm trộm cô hà một cái rồi mới phóng xe về thực hiện đúng lời cô giáo dặn nhưng mà nhắn tin mỏi tay thì hoàng lại chuyển qua gọi thế mà tới hơn một giờ khuya cả hai mới dừng lại tình cảm của cả hai cứ như thế diễn ra rất ngọt ngào nhẹ nhàng dù là bên cạnh có biết bao nhiêu là sóng gió hoàng và thủy tiên đỗ cùng một trường học cùng một khoa nên ngày nhập học đã là giáp mặt nhau tiên biết tính của hoàng là cứng rắn thẳng thắn đi đường thẳng hay là đường vòng đều thất bại nên lần này cô ta đánh bài lạt mềm buộc chặt thấm từ từ không vồ vập tránh không khỏi nắng hoàng tránh không ngồi cùng nhau thì cô ta ngồi ngay cạnh bàn trước mặt như kiểu cố tình ngồi đó Để lúc nào cũng lật thấy sự hiện diện của cô ta vậy Nếu đã tránh không được Thì anh coi như là không tồn tại Thích làm gì, ngồi đâu là việc của cô ta Cơ hội để tiên tiếp cận Hoàng có rất nhiều Ngay cả việc lập thành nhóm đề học Cũng vô tình được phân cùng nhóm Nhưng mà Hoàng thì vẫn không mảy may để ý dù là không thành biết bao nhiêu lần, nhưng mà Tiên vẫn kiên trì nhẫn nại. Và hôm nay khi tan học, Chiếc xe máy bị hỏng đúng lúc thì Tiên vẫn là chớp cơ hội như thường. Thế bóng dáng của Hoàng đi tới, Tiên vẻ mặt buồn rầu mà nhờ Hoàng. Anh Hoàng, xe em bị hỏng, có thể chở em về một đoạn không? Hỏng làm sao? Em không biết ạ, à. rát ra thì thấy hết hơi mất rồi. Vậy đợi ở đây đi, tôi nhờ người sửa giúp. Em để xe tại trường cũng được, anh cứ cho em đi nhờ về đi ạ. À. Đợi một chút. Nghe Hoàng nói thế Tưởng là anh cho đi nhờ Nhưng mà đúng lúc sau Thấy có thợ sửa xe tới tận trường Hoàng cũng chưa về nhà ngay Mà ngồi chỗ ghế đá chờ cho người ta sửa Thủy Tiên nhìn cảnh này Mà chỉ biết ngậm ngùi Cô ta sau đó cũng tiến lại chỗ ghế đá Ngồi cùng với Hoàng Nhưng mà vừa mới đặt mông ngồi xuống Thì anh lại đứng lên luôn Hành động này không khác gì Hất thẳng cốc nước vào mặt của Tiên Không nghĩ rằng Hoàng lại quá đáng như vậy Nhưng mà dù gì anh có quá đáng thì cô ta cũng không dám lên tiếng trách cứ, mà chỉ ngậm đắng nuốt cay. Hoàng làm đúng nghĩa tình của con người, thấy khó khăn thì giúp đỡ, còn tuyệt nhiên những thứ khác là không quan tâm mà tập trung vào việc mình đang làm. Không tiện gọi điện nên là anh nhắn tin báo cáo cô Hà đã tan học rồi, nhưng mà vì mắc chút sự cố nên là chưa về được. Bên này cô Hà đang nấu cơm thì nhận được tin nhắn của Hoàng gửi đến chụp cả hình báo cáo đầy đủ khiến cho cô hà xem mà phì cười cô nhắn lại trêu trêu sao không chở bạn ấy về một đoạn mà mất công thế kia xe này chỉ chở duy nhất một mình em thôi làm gì mà nghiêm trọng thế chỉ là chỗ ngồi thôi mà nói thế không sợ anh buồn hả cậu có lòng với tôi là được rồi còn chỗ ngồi thì đừng khắt khe quá mình dễ dãi một lần sẽ là tạo cho họ cơ hội lần thứ hai mà anh thì lại không thích tạo cơ hội cho người khác nếu có chỉ là dành cho duy nhất một mình em thôi dẻo miệng nó vừa thôi nói ngọt với duy nhất một cô giáo thôi đấy được rồi tôi nhận điều này nghe vậy còn có động lực thôi tôi nấu cơm đây qua nói chuyện với cả bạn ấy đi để người ta ngồi một mình như thế không hay đâu em bận thì thôi anh không nhắn nữa đợi cùng đến giờ này là vì nể em đấy đánh đá nó vừa thôi Mấy câu chuyện cũng là không làm cho mình lung lay được. Tâm là của mình hiểu không? Được rồi, em nấu cơm đi. Lúc khác anh nhắn sau. Ừ. Việc gì Hoàng cũng là nghe lời cô Hà, nhưng mà chuyện này thì không. Ngừng nhắn tin nhưng mà Hoàng lại đi về phía chú sửa xe. Anh thả hỏi chuyện với chú ấy cũng là không cho tiên cơ hội lại gần mình. Ở lại giúp là đã nề mặt lắm rồi đấy. Xe chỉ bị một chiếc đinh cắm vào nên là cũng nhanh chóng, sau đó đã sửa xong. Tiền công không đáng là bao nhiêu, nhưng mà Hoàng hào phóng cưa cả 500k cho chú sửa xe. Anh bảo trả công chú đi đến tận nơi giúp, xong việc Hoàng bảo tiên là tự đi xe về, còn mình cũng phóng ngay về nhà. Thủy Tiên ôm trọn cục tức mà không làm gì được Hoàng, nỗi oán hận lại trút lên cô giáo Hà đáng thương, ngồi không cũng là vì sự ghen tị mà trúng đạn bình thường cô hà ít đi chơi vào buổi tối nhưng mà nay có sinh nhật của một đồng nghiệp nên là cô cũng tham gia cùng bữa tiệc vui vẻ đến mấy thì cũng đã đến lúc tan với các thầy cô đều là giáo viên nên cũng đến giờ là về chứ không có vui chơi quá chén nay cô hoa cũng đi cùng nhưng mà có chồng đến đón về trước cô hà tự đi xe máy nên về một mình cô hà cũng uống một chút rượu nhưng mà chỉ là ít rượu vang thôi với mới có một ly nên là cô vẫn vững vàng tay lái hoàng cũng biết hôm nay cô đi sinh nhật bạn anh có ngỏ ý muốn đưa đón cô nhưng mà cô hà lại từ chối bảo anh ở nhà học bài đi nếu không nghe lời thì cô sẽ là hủy kèo một lời nhắc nhở đe dọa đó của cô hà làm sao mà hoàng dám vượt khung nữa xe cô hà đang bon bon trên đường về nhà thì có hai chiếc xe máy đi ngược chiều chiếu đèn pha khiến cho cô hà đi loạn choạng Cô cố gắng đi chậm lại để mà quan sát cho rõ nhằm tránh tai nạn xảy ra. Nhưng hình như là mấy tên kia cố tình trêu gạo cô thì phải. Cô sợ điều không may xảy ra nên giảm phanh dừng lại thì một xe trong hai xe của mấy tên đó lao vào cô cái, vè một cái, khiến cả người cô và xe đều ngã ra đất. Bọn chúng như là mấy tên ngáo đá rổ ga phóng đi mà không cần để ý người bị hại có bị làm sao hay không. Cũng may có người đi đường chạy tới giúp cô Chứ không với thân hình nhỏ bé Lại bị cả chiếc xe đè lên Một bên chân thì cô khó mà dậy nổi Mấy người đi đường tốt bụng giúp cô Đưa cô vào bệnh viện gần nhất Để mà băng bó vết thương Cũng may là chỉ bị thương ở chân Xây sát mấy vết ở tay Còn người ngợm thì không việc gì Nhưng mà việc đi lại sau này Thì có vẻ khó khăn hơn Biết là không giấu được Hoàng Nên cô cũng gọi điện báo cho anh Hoàng nhận được tin thì vài phút sau đã có mặt tại bệnh viện. Vừa mới nhìn thấy cô thì Hoàng sốt sáng hỏi. Em, em có làm sao không? Tôi đã báo là không sao rồi mà. Đã nói là để anh đưa đón mà em còn từ chối. Giờ thì đau thế này đây. Người ta đang đau mà còn trách nữa. Hoàng đã xót ra thì chớ lại nghe cô nói vậy thì lại càng thương hơn. Không dám mắng vốn cũng là không nói gì nữa mà ngồi xuống bên cạnh. Cứ xoa xoa vào tay cô nhìn hành động này của hoàng cô hà thấy ấm lòng lắm vẻ ngoài ngang ngược như vậy chứ bên trong thì ấm áp vô cùng đừng lo chỉ là vết thương ngoài thôi không bị gãy chân đâu nhưng bị dạn xương bu bàn chân kia kìa như này cũng còn lâu mới khỏi rồi cả vết thương kia nữa không sao vài ngày đã đỡ đêm hôm rồi gọi hàng xóm cũng ngại nên là nhờ cậu về nhà lấy giúp tôi ít đồ cá nhân đi chăng phải ở lại theo dõi mất hai ba hôm đấy ừ được rồi, mặt vui lên nào Chìa khóa nhà đây này Ừ, em nằm nghỉ đi, lát anh quay lại ừ. Hoàng đi chừng 20 phút Đã xuất hiện với một túi đồ lớn ở trên tay Cô Hà nhìn vào thì nhăn mặt hỏi Ở bệnh viện tôi có đồ mặc riêng của bệnh nhân Chỉ là mang giúp tôi mấy đồ cá nhân thôi Mà sao như kiểu để tôi đi du lịch dài hạn thế này Anh không biết như nào nên là cứ lấy thôi Không mặc đến thì lại mang về vụng về quá cậu ấm ạ. À. Thế nên phải chọn vợ đảm đang như em đây. Lại nói linh tinh rồi. Để gọn giúp tôi vào tủ kia đi. Em cầm lấy thứ gì ra không? À, lấy hộ tôi khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng là được rồi. Sau khi mà cô Hà làm vệ sinh cá nhân xong thì dục hoàng. Về nhà đi, không mẹ cậu lại tìm. Tôi ở đây cũng chỉ ngủ thôi, không cần phải lo lắng đâu. Lúc khác vào thăm tôi sao cũng được không anh ở đây với em đừng có làm khó tôi khó xử với tôi cũng không quá bị nghiêm trọng nên là không cần phải ở lại đây đâu về nhà ngủ cho ngon đảm bảo sức khỏe mai còn đi học nữa em nghĩ tôi ngủ được trong khi em bị như này à tôi em không cần sợ mẹ tôi nghĩ gì tôi đã nói tất cả tôi sẽ giải quyết được hết em nói em tin tôi mà thái độ của em đối xử với tôi như là với đứa trẻ con đó lần đầu thấy hoàng tỏ thái độ giận dữ với mình khiến cho cô hà cũng phải im lặng cô bị cái vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của hoàng làm cho ngạc nhiên phải qua mất một lúc lâu cô mới nói tiếp được tôi không có ý như thế tôi lại nhận thấy rất rõ ở em đấy không có thật mà vậy thì nằm im ngủ đi thật sự là ngoài cái chân đau này thì tôi vẫn khỏe đi vệ sinh thì ngay ở trong phòng rồi tôi chỉ là muốn cậu về nhà ngủ cho ngon mà mẹ cậu cũng là không nói được gì chúng ta. Còn nói nữa tôi bỏ mặc em thật đấy. Giận tôi thế cơ à? Đổi lại là tôi bị thế này, em có về nhà ngủ được không? Không cần nói cũng biết câu trả lời là cô Hà lần nữa rơi vào im lặng. Không dám nhìn trực tiếp Hoàng mà chỉ dám nhìn trộm. Thế vẻ mặt vẫn giận hờn của Hoàng thì cô Hà kéo tay áo cậu lai lai. Giận dai thế. Hoàng, ở đây thì sáng mai về sớm nhé, nghe thế còn được, nhưng mà giờ gọi về cho bố mẹ đi, việc đó anh sẽ lo, còn giờ thì nhắm mắt ngủ đi cô giáo ạ." À. Vì là còn đau với cũng chưa buồn ngủ nên là cô Hà muốn nói chuyện với Hoàng. "Mấy hôm vừa rồi học hành ra sao?" "Cũng bình thường." "Mà nay em đi thế nào mà ngã thế?" "À, có mấy đứa cứ như là tên ngáo đá ấy, Cố Tình Tông vào xe của tôi." May mà lúc ấy tôi kịp dừng lại, nếu mà vẫn đi thì chắc còn bị nặng hơn. Đoạn đường đông người đi lại mà chúng nó cố tình ư? Ừ, mấy thanh niên bây giờ sợ quá, đầu óc không còn tự chủ được, không nghĩ đến hậu quả xảy ra luôn. Em có nhìn được biển xe của bọn chúng không? Có, có một xe thì nhớ, hình như là 30B 548XXX, nhưng mà biết thì làm gì được chứ? Mấy chiếc xe đó nếu không phải là đồ đi ăn trộm thì cũng là mua bán không có giấy tờ, đừng để ý nữa, người không sao là may rồi. Được rồi, em nằm nghỉ ngơi đi, không truy cứu thì thôi. Ừ, cậu cũng nằm bên kia đi, đừng ngồi nữa. Anh ra ngoài một lát. Anh sẽ là vào ngủ sao? Hoàng đi ra hành lang, lấy máy gọi điện thoại về cho bố, thông báo tình hình thì ông nhân đồng ý cho anh ở lại. Bà hạnh lúc ấy nằm bên cạnh nghe bập bõm câu chuyện thì gắt um lên, không có chịu nghe bà rằng lại máy của ông thì đã bị tắt máy bà hạnh điên tiết lấy máy của mình gọi lại cho hoàng thì anh lại không nghe gọi tới mấy cuộc liền thì mãi sao hoàng mới nhận máy nhưng không để cho bà hạnh kịp nói thì anh đã lên tiếng trước mẹ mẹ gọi cho con là để kiếm chuyện đúng không mày bây giờ còn coi tao là mẹ mày nữa không hả mẹ đừng nói cái câu khó nghe như thế con đã gọi điện xin phép bố rồi mẹ ngủ đi mày đi đêm hôm như thế thì người mẹ như tao có thể ngủ ngon hay không? Hà gặp tai nạn, con ở bệnh viện cùng cô ấy, không phải là bỏ trốn đi đâu mà mẹ phải lo. Được lắm, mày giỏi lắm rồi, giờ là chúng mày ra lệnh cho chúng tao đấy à? Mày gọi về là để thông báo chứ xin phép cái nỗi gì? Vậy mày cút ngay đi cho khuất mắt tao đi, cái đồ mất dạy. Hoàng không thể nói chuyện nổi với mẹ mình nữa nên là tắt máy. Nhường nhịn không được, cứng rắn với bà cũng không xong, Quả thật là càng ngày bà càng quá đáng. Thật sự là áp bức vô cùng. Cũng may anh Khánh không còn mềm mại với bà như trước mà dứt khoát bảo vệ vợ, bảo vệ con. Chứ mà ở cùng một nhà với chị Hoa chắc không sống nổi mắt. Hoàng thở dài mở cửa đi vào phòng bệnh thì cô Hà vẫn là chưa đi ngủ mà lên tiếng hỏi chuyện anh. Vừa gọi cho mẹ à? Ừ, gọi cho bố thì ông đồng ý nhưng mà mẹ thì ông không nói cũng là biết. Hay là cứ về đi, mai tranh thủ qua gặp nhau sau, chứ tình hình căng thẳng như thế, ai cũng không ngủ ngon được. Việc này sẽ là xảy ra như cơm bữa, nên em tập quen dần đi. Sao, sợ rồi à? Nghĩ cũng ngán thật nhưng mà cố gắng thôi. Nói mấy lời vui đùa cho qua không khí căng thẳng, chứ biết rõ trong lòng ai cũng nặng nề nỗi ưu tư, Hoàng lại chưa đi ngủ ngay mà qua giường của cô Hà anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô giọng trầm trầm tính mẹ anh không dễ thay đổi mà có khi còn gay gắt hơn nên là anh mong em sẽ kiên trì tôi hiểu mà đừng lo nữa qua kia nằm ngủ đi không muộn rồi anh muốn ngồi bên em một lúc khi nào em ngủ anh tự qua kia nằm cứ nhìn thế ai mà ngủ được đây là lần đầu tiên chúng mình ở bên nhau như này thật sự anh khó có thể ngủ được không ngủ thì mai đi học làm sao Không nghe lời tôi giận thật đấy Sức khỏe thanh niên Có thức một đêm cũng là không có là gì Lại cậy sức thanh niên mới lớn đây hả Đừng có mà chê anh trẻ con Vâng Thì người lớn Hoàng mỉm cười vút nhẹ lên má cô Hà Rồi lại cúi xuống Thơm lên trán của cô Ngủ đi Anh thích ngắm em ngủ Hâm à Thật đó Vậy tôi ngủ trước đây Chúc cô giáo của anh ngủ ngon Cô Hà thở nhẹ nhàng rồi nhắm mắt, cố ru mình vào trong giấc ngủ. Nếu cô không ngủ thì đêm nay người đàn ông của cô sẽ thức nguyên đêm. Để đi đoạn đường dài này thì cô cần phải mạnh mẽ hơn người ấy. Qua một lúc lâu thì Hoàng nghe rõ tiếng thở đều đều phát ra từ cô giáo của mình. Cô vẫn là người sâu sắc, muốn cho anh lấy gương đó mà học tập, dù có như thế nào cũng phải giữ sức khỏe của mình, càng nghĩ càng khâm phục và tình cảm dành cho cô hà lại càng sâu đậm hơn ngồi đến quá nửa đêm hoàng mới đi về giường bên kia nằm xuống anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sau đó ít phút đến gần sáng thì hoàng thức dậy trước sau khi mà vệ sinh cá nhân xong thì cô hà cũng dậy thấy vẫn còn sớm hoàng lại nhắc nhở cô giáo của mình em nằm ngủ thêm một lát nữa đi lát anh khánh sẽ là mang đồ cho em ăn không cần phiền tới vậy đâu em còn nói vậy là anh giận đấy chị hoa bầu bí vào bệnh viện không có tốt anh chị ấy cũng là đã biết chuyện hết rồi chính anh khánh bảo sẽ là mang đồ ăn vào cho em những lúc như này em đừng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ làm gì hiểu chưa đồ ăn ở nhà vẫn là đảm bảo cho sức khỏe hơn ừ, về đi không lại muộn học nghe lời anh ăn cho no bụng đấy chứ không toàn thuốc kháng sinh hại người lắm trưa về anh qua ừ, đi cẩn thận Hoàng đi về thì cô Hà cũng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, không ngủ lại được nữa nên là nằm xem tivi, tới gần 7 giờ thì thầy Phúc với Minh Khánh cũng qua. Cô Hà thấy hai người đến thì ngồi dậy chào hỏi. Em chào thầy, em chào anh ạ. Ờ, uh, cứ nằm đi, đừng có ngại. Không sao đâu thầy, thầy với anh ngồi đi ạ. Ừ. Um. Minh Khánh để hộp cháo qua bàn thì nhắc cô Hà, "Cháo còn nóng, em ăn luôn đi, đừng để nguội." em cảm ơn anh ạ à. thật sự là phiền anh chị quá có gì mà phiền em không có người thân ở gần nên là đừng ngại nhận sự giúp đỡ từ mọi người vâng ạ à. thầy phúc lo lắng cho cái chân của cô hà nên là lại hỏi thăm cả đêm qua có đau nhiều không dạ lúc hết thuốc thì cũng hơi đau ạ à. chăng cũng mất vài hôm đó thầy mấy cái đứa thanh niên bây giờ đi ẩu quá người ta đã đỗ xuống rồi mà còn cố tình tông vào coi thường sức khỏe lẫn mạng sống của người khác. Dạ, đúng là họ đi ngổ ngáo thật đấy. Thầy đi đâu cũng nên cẩn thận đó ạ. Được rồi, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Việc ở trên trường, thầy sẽ là sắp xếp sao? Vâng ạ, trưa nay Tuệ Lâm và Hoàng sẽ là đến thăm em sao? Cơm cũng đừng mua ở bệnh viện. Thầy bảo cô ở nhà nấu cho em rồi. Không được đâu thầy, nhờ cô lại vất vả ra. Em tự mua ở đây cũng được mà. Nghe lời thầy, thầy không làm thì anh khánh cũng là làm việc này nhưng mà cô mấy hôm nay không được nghỉ nên là cũng rảnh em không cần phải ngại đâu dạ em cảm ơn mọi người ạ còn bé này ơn huệ gì nghỉ ngơi đi thầy và anh khánh đi làm đã vâng ạ cô hà ăn sáng xong thì bác sĩ qua kiểm tra vết thương hở không quá đáng ngại chỉ cần vài hôm nữa là khô miệng còn cái vết rạn ở mua bàn chân chắc cũng mất cả tuần đến chục ngày Bác sĩ bảo chỉ cần nằm ở viện hai hôm thì có thể về nhà tinh dưỡng, nghỉ ngơi ít đi lại để mà chân mau lành lại. Cô Hà nghe bác sĩ bảo chỉ cần ở viện hai hôm thì mừng rỡ vô cùng, chứ không nằm viện mấy hôm nữa thì phiền mọi người lắm. Trong phòng giờ chỉ còn một mình cô Hà, lại là bầu bạn với cái tivi. Cô mở chương trình SEA Game 30 ra, đang xem tới phần chạy tiếp sức hỗn hợp của cả nam và nữ, một chiến thuật độc đáo để mà nữ chạy đầu tiên, Nam chạy cuối cùng đã giúp Điển Kinh Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 30. Không để ý tới cái chân đau, cô Hà vui tới niềm vui chiến thắng của nước nhà thì đúng lúc này nghe tiếng cạch cửa. Người bước vào không phải là ai khác mà là mẹ của Hoàng. Cô Hà bình tĩnh mà tắt TV đi, chào bà một tiếng thì bà Hạnh cũng là không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn. Cô cứ nằm hay là ngồi tự nhiên đi. Tôi nói nhanh thôi, dạ cháu chào, chào bác bác cũng ngồi đi ạ à. cô hà này tôi biết là con trai tôi và cô là có tình cảm với nhau tôi không bàn về vấn đề ai đến trước hay là sau nhưng mà tôi nói về cô đi dạ vâng ạ à, bác cứ nói ạ à. về kiến thức chuyên môn thì tôi khẳng định cô rất giỏi nhưng mà còn chuyện cô yêu con trai tôi thì tôi không chấp nhận thứ nhất cô nhiều tuổi hơn con trai tôi thứ hai cô lại là giáo viên của nó hai điều này đã không được rồi xã hội sẽ nghĩ gì khi cô giáo đi yêu học trò của mình rồi còn chưa kể gia đình hoàn cảnh của cô là rất phức tạp cô lại đèo bòng thêm gia cảnh gia đình người chị gái nghèo nữa một mình cô thì cũng thôi đi lương cô ba cọc ba đồng còn thêm cái gia đình ba người ấy nữa cô định kéo theo cả con trai tôi cho nó khổ chung à đã không giúp đỡ được gì cho tương lai của nó thì thôi lại còn mang vạ nữa cô xem cô xứng đáng đi bên cạnh nó không dạ bác hạnh cháu cảm ơn bác đã có lời khen cháu về năng lực công việc cháu rất trân trọng điều đó còn việc tình cảm giữa cháu và hoàng chúng cháu đến với nhau khi cả hai có đủ tư cách cũng như là đủ tuổi để mọi người không có thể bàn tán được còn gia đình cháu bác nói phức tạp cháu không đồng tình con người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc riêng hôn nhân đổ vỡ là có lý do của nó bố mẹ cháu ly hôn không rùng beng mà chia tay trong hòa bình khi cả hai đã hết yêu họ có quyền đi tìm cho mình hạnh phúc mới và cháu tôn trọng quyết định của họ cháu chọn ở riêng là muốn tự lập chứ không phải là bố mẹ cháu bỏ rơi cháu chuyện chị gái cháu lấy chồng nghèo nhưng mà họ sống hạnh phúc là được còn chuyện cháu có điều kiện hơn cháu hỗ trợ chị gái cháu đó là việc rất bình thường mà đây gọi là giúp đỡ tự nguyện chứ không phải là đèo bồng hay là cưu mang. nghe mấy từ đó nó nặng nề lắm bác ạ. À. cháu có tự tôn của cháu nhất định sẽ là không nhờ vả con trai bác về kinh tế. giữa chúng cháu rất là vô tư và trong sáng. bác nói thế là đánh giá thấp con trai mình rồi. <laughs> cô cô giỏi lắm. miệng lưỡi cô đúng là khá đấy. ăn nói thế này bảo sao thằng Hoàng nhà tôi nó lại không ngu muội mà đâm đầu vào. nhưng đó mất lý trí vì cô chứ tôi thì tỉnh táo lắm mà tôi tỉnh táo thì cô không bao giờ bước chân được vào nhà tôi đâu dạ cháu không dám mong bác ủng hộ chúng cháu nhưng mà việc bác muốn ngăn cản thì nên dừng lại đi ạ à. cô cô dám ăn nói với người lớn như vậy đấy hả à? cô như này thì có tư cách làm giáo viên hay không dạ giáo viên thì cũng là người bình thường và cũng cần được tôn trọng như bao người khác bác ạ à. tôi tôi đúng là đánh giá cô quá thấp rồi Tại sao bác không nghĩ đến hạnh phúc của con cái của mình hơn cả điều kiện tiền bạc? Sự thay đổi tích cực từ Hoàng như vậy mà bác lần nữa muốn mất đi hay sao? Cái loại cô giáo trơ trẽn, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tốt nhất là hãy tránh xa con trai tôi ra. Cô Hà không nói thêm gì nữa. Vào lúc này, cô sợ mình nói tiếp thì bà Hạnh sẽ là tăng sông mất. Cô quyết định nhường nhịn bà ấy một bước nhưng mà bà Hạnh lại vẫn cứ mắng nhiếc cô không thôi. Cô nên có lòng tự trọng của mình. Gia đình tôi không chào đón cô, nên là cô biết điều đi. Nếu bác chỉ đến đây để hăm dọa, phản đối cháu và Hoàng, thì không cần phải nói nhiều đâu ạ. À. Việc bác muốn làm gì thì bác cứ làm, cháu không miến cưỡng. Cô! Cô đúng là cái loại chơi trẽn. Nếu trong mắt bác cháu là người xấu xa như thế, thì cháu có làm gì cũng là không hài lòng với bác vậy cho nên cho phép cháu được giữ im lặng cô bà hạnh tức điên người trước thái độ không muốn tiếp chuyện của cô nhưng mà chửi chán cũng không khiến cho cô hà thay đổi thái độ không trút giận vào đâu được thì bà hạnh hậm hực rời đi ra tới chỗ để xe bà ấy ngồi lại trấn an bản thân không không được nhất định không được trúng kế của cô ta mà tức giận hại tới thân thể phải thật bình tĩnh mới đấu được cái con hồ ly tinh này Trưa đó, Hoàng và Tệ Lâm mang cơm vào cho cô Hà. Ba cô trò lại nói chuyện vui vẻ. Cô Hà không nhắc tới chuyện bà Hạnh tới tìm mình sáng nay để cho Hoàng yên tâm học hành. Và cũng là không muốn tình cảm mẹ con lại thêm rạn nứt. Chiều hôm sau cô Hà được về nhà, tôi đó có cả vợ chồng Khánh Hoa đến thăm. Cô Hà kể hết mọi chuyện cho chị Hoa nghe thì Hoa động viên. Bản chất của mẹ chồng chị chắc khó mà thay đổi Nên dù có xảy ra chuyện gì thì hai người phải thật bình tĩnh để mà vượt qua. Vâng. Chị tin Hoàng sẽ không để cho em phải thất vọng đâu. Bốn năm qua đi cũng là nhanh thôi. Năm năm bọn chị cũng là còn qua được nên là hãy cố gắng lên. Vâng, em sẽ cố gắng. Cô Hà nghỉ ngơi một tuần thì chân cũng đã đỡ nhiều. Tuy nhiên Hoàng và thầy Phúc bắt cô nghỉ cho đến khi khỏi hẳn thì mới được lên đứng lớp những ngày cô hà nằm ở nhà thì hoàng vẫn là thường xuyên đến thăm nhưng bà bà hạnh không làm gì được con trai biết là con trai cứng đầu cứng cổ khó bảo nên là bà hạnh quay sang cô hà nhưng mà nói thẳng thì cũng đã làm nhắn tin đe dọa ngăn cản cũng là không ăn thua cô hà sẵn sàng dương tinh thần thép ra để mà chiến đấu khiến cho bà hạnh tạm thời là phải dừng lại còn thủy tiên thì một hai bám lấy hoàng nhưng mà anh cũng không mảy may để ý Bữa tiệc xã giao gia đình tối nay Bắt buộc phải đi Thì Hoàng cũng chỉ đến cho có lệ Chưa được 10 phút Hoàng đã tránh về trước Tiền biết chủ ý của Hoàng Nên là chạy theo ngăn cản Anh Hoàng Nay là bữa tiệc quan trọng Sao anh lại bỏ giờ về Bố mẹ sẽ là không vui đâu Cô ta trước khi chạy theo đã kịp Nhắn tin báo cho bà Hạnh Nên là ung dung đứng giữ chân anh trước Có điều Hoàng chẳng thèm quan tâm Mà cứ bước đi Thủy Tiên cũng không can tâm mà để Hoàng ngày nào cũng tới nhà cô Hà nên là mặt dày kéo anh lại. Anh bỏ về thế này, người khác sẽ là nghĩ gì về hai bác chứ? Liên quan tới cô à? Em chỉ có ý tốt thôi, tránh ra. Em không tránh. Cô mặt dày hơn tôi nghĩ đấy, tóm lại là cô muốn gì ở tôi? Anh quay lại đi. Tôi nhắc lần cuối, tránh. Thủy Tiên không những không nghe lời nhắc nhở của Hoàng mà còn dám ôm lại khiến cho Hoàng không nhìn được cơn nóng tính. Một động tác rướt khoát khiến cho Tiên văng ra xa và tiếp đất cái bịch. Mặc cho tiếng khóc giấm dứt của Thủy Tiên thì Hoàng vẫn lại nhẫn tâm bước đi và phủi phủi vạt áo như là phủi một thứ bụi bẩn vừa dính vào áo mình. Có điều Hoàng chưa kịp đi xa được mấy bước thì tiếng bà Hạnh lại quát lên ở phía sau. Còn đứng lại đó cho mẹ. Hoàng! con đứng lại đó bà hạnh chạy lại đỡ thủy tiên lên miệng vẫn là quát nạt hoàng con vừa làm cái trò gì đó con vì một cô giáo không ra gì mà hát hủi một cô bé tốt bụng giỏi giang như này à thủy tiên có chỗ nào phải chê trách chứ đầu óc con bị mụ mị rồi hả đúng đấy đầu óc của con bị hỏng rồi nên mẹ đừng có mong chờ gì ở con nữa con mẹ và cô ta đừng có diễn kịch nữa không có kết quả đâu cũng đừng làm mấy cái trò bị ổi đó. Con đã cảnh cáo rồi. Đừng để chúng ta gặp nhau ở tòa. Con, con dám. Nhất là cô. Tương lai còn rộng mở. Đừng để bị khép lại ở trang đầu tiên. Nên nhớ anh trai tôi là luật sư đấy. Cả bà Hạnh và Thủy Tiên đều câm nín. Nhìn Hoàng đi về mà không có cách nào mà cản lại được. Thủy Tiên ấm ức khi mà bị Hoàng hát hồi. Rồi còn đe dọa nữa khiến cho nỗi căm hận đối với cô Hà lại tăng thêm một bậc. Bà Hạnh cũng vậy, đầu óc lại toan tính làm sao mà chia rẽ hai con người càng sớm càng tốt. Hai người quay lại phòng làm việc, bà Hạnh an ủi Tiên, "Con đừng buồn, bác chỉ nhận duy nhất con dâu là con thôi, còn cô ta không có cửa. Tạm thời con nhịn hoàng một chút, giờ này nó bị con kia bỏ bùa rồi, đầu óc của nó đã bị u mê lú lẫn, cho nó thời gian." cũng là để mình tìm cách hữu hiệu hơn con ạ. À. Nhưng con sợ cứ để họ bên nhau như thế, lỡ có bầu thì sao ạ? À? Con yên tâm, cô ta cái gì cũng dám làm, nhưng mà chuyện này bác dám chắc với con là cô ta không dám đâu, cứ tin ở à bác. Dạ. Ngoan ngoãn nghe lời bác, thay đổi chiến thuật đi. giãn nó ra một chút, bác sẽ có cách. Vâng ạ. Những ngày đầu chật vật vất vả là thế, mà tự nhiên cả bà Hạnh và Tiên đều giữ im lặng thủy tiên chỉ thi thoảng nhờ chút việc vặt vãnh chứ là không bám dính như trước nữa còn bà hạnh tuy không ủng hộ nhưng mà cũng không thấy ngăn cản hoàng thấy lạ nhưng mà anh cũng giữ thái độ bình thường mà quan sát thêm và rồi năm nhất cũng trôi qua nhanh chóng năm thứ hai hoàng và thủy tiên vẫn là một cặp đôi có lực học giữ phong độ nhất hoàng học về bản thân và tình yêu của chính mình còn thủy tiên cũng là vì theo đuổi tình yêu của cô ta mà phấn đấu ở trên trường ai cũng cứ nghĩ hai người là một cặp đôi tiên từ ngày bà hạnh dặn dò thì nghe lời răm rắp đi đến bên hoàng lặng lẽ và học tập thật tốt để bất cứ dịp lễ nào trên trường cũng là không thể thiếu vắng hai cái tên thủy tiên và minh hoàng cô hà lại đi chiến thuật khác yêu hoàng theo cách riêng của cô ngoài tạo cho hoàng về kiến thức sâu rộng thì cô luôn động viên tinh thần hoàng theo tư tưởng mới Hai người kia tính sẵn như nào thì cô sẽ là cùng Hoàng đáp lại theo cách đó. Thế rồi cũng qua hết năm hai, tiếp theo chỉ với sóng gió nhẹ nhàng bởi bà Hạnh tuy im lặng nhưng mà thái độ của bà đối với cô Hà vẫn là không hề thay đổi. Hoàng thì ngày càng chín chắn, trưởng thành. Cô Hà cũng sâu sắc hiểu chuyện. Gia đình nội ngoại ai ai cũng biết mối quan hệ cô trò và đều có sự ủng hộ nhiệt tình. Chỉ duy nhất là bà Hạnh vẫn một mình đi một hướng, không ghi nhận công sức của cô Hà bỏ ra khi mà giúp hoàng có được như ngày hôm nay. Thầy Phúc là người hiểu hơn ai hết, tuy nhiên ông cũng không thể mà khuyên được người chị dâu trái tính, trái nét này. Không hiểu là bà sau những chuyện đáng buồn xảy ra mà vẫn luôn còn cố chấp, cổ hủ và trịnh trượng. Không ai có thể lay chuyển được nên mọi người cũng là không nói nhiều về phần bà nữa mà luôn dành một vẽ ủng hộ cho hoàng và cô hà sang năm thứ ba nhà trường thông báo có suất du học theo học bổng và đã chọn ra được ba suất thì trong đó có hoàng và thủy tiên hoàng chưa quyết định đi ngay mà đợi gặp cô hà thì sẽ bàn bạc từ đó hoàng sang nhà cô hà hai người cùng ăn cơm thì hoàng hỏi ý kiến của cô hà em này em thấy anh có nên đi du học không đó là cơ hội tốt đấy, nên đi. Có tiền đi cùng đó, em không lo à? Không, tin rồi nên là không cần nghĩ nữa. Và tin luôn cái cách phòng ngừa cam dỗ của cậu. Có câu này anh yên tâm rồi. Hai năm thôi mà, nhanh lắm. Có thể là ba năm đấy, không sao. Hay là mình đăng ký trước đi, không cần đâu. Tôi sẽ chờ cậu. Anh muốn không ai có thể chia rẽ chúng ta, cũng không muốn lãng phí thanh xuân của em. Em cũng đã 25 rồi, thêm 2 năm nữa sẽ làm giảm mất sự tự tin của em đối với anh. Cậu nhìn xem so với cậu tôi có già lắm không? Ờ, có hơi rồi. <laughs> Dám chê đấy hả? Nhưng đó là anh nói có ý của người ta. Còn với anh thì em luôn là người trẻ đẹp nhất. Nếu anh sợ em già, sẽ chẳng vượt mọi ngăn cấm mà đến với em. Vậy thì cứ yên tâm mà đi đi hoàng gật đầu rồi cả hai tập trung ăn hết bữa cơm lúc dọn dẹp bát đũa thì hoàng lại rủ cô hà đi hẹn hò mai được nghỉ hay là đi đâu chơi đi đi đâu đi đâu cũng được em thích chỗ nào anh nguyện làm xe ôm đưa em đi nghỉ có một ngày thì đi đâu được nhỉ hay là anh đưa em đi thăm mẹ hay là chị gái nhé mới đi hôm trước rồi định ra mắt mà khó quá học chưa xong mà đòi ra mắt cái nỗi gì thì cũng phải cho ra mắt dần đi là vừa chứ Thôi đi, Toàn ăn nói linh tinh. Hoàng ngồi chơi thêm một lúc thì bị cô Hà đuổi về học bài. Với lý do này thì ai đó đành phải ngậm ngùi, đi về mà không dám chậm trễ. Cả hai cứ rảnh rỗi là tranh thủ đi hẹn hò. Và khi biết lịch bay gần kề thì Hoàng vẫn là lần nữa lại chủ động đưa ra đề nghị. Hai đứa mình đi chơi nha. Cũng được. Này đồng ý nhanh thế. Cũng nên cho cậu đi xả stress trước khi mà xa bên kia đi chứ nhỉ. Cô giáo muôn năm lắm chuyện. Hôm nay hai người đi tới ở một nơi xô bồ, vội vã của thành thị. Thấy ngột ngạt thì cũng nên đi đến nơi có chút nắng gió bình yên, một chút để mà dung hòa. ở nơi này Hoàng lại ước có được bình yên cho tình yêu của mình, nhưng mà xem ra ước mơ chỉ là ước mơ, còn cuộc sống thực tế vẫn cứ khắc nghiệt. Muốn bình yên thì phải đi qua rông bão, mà bão to hay bão nhỏ thì còn chưa biết nữa. Không khí ở đây thật dễ chịu. Nơi đây chỉ là một điểm du lịch rất nhỏ nên cả hai chọn đi bộ để mà ngắm cảnh. Nắm tay nhau xuyên qua những đoạn đường quanh co và không biết mỏi chân. Cảm giác đi bộ thật tuyệt vời. Cô Hà hào hứng hơn ngày thường nói với Hoàng. Cậu ấm đi bộ đã thấy oải chưa? Đừng có dùng cái giọng điệu ấy, châm chọc anh đâu nhé. Hỏi thật mà, có tin anh còn cõng được em không? Không tin. Cô Hà cố tình nói thế để một lần nữa thử cái cảm giác hẹn hò lãng mạn là như thế nào. Hoàng thì không để cho cô giáo phải chờ đợi lâu. Anh liền khom người xuống và dõng dạc nói. Mời cô giáo thử nghiệm luôn. Còn sức cõng có được không đấy? Anh có thể bế em chạy từ đây về khách sạn đó. Giỏi nhỉ? Muốn biết anh giỏi hay khỏe thì lên đi. Hôm nay cô Hà cũng mạnh dạn và tự nhiên lắm. Cô làm theo lời Hoàng liền, nhưng mà khi nằm trên lưng Hoàng rồi thì một cảm giác chưa từng có, thật sự là rất khác luôn. Tim cô đập dồn dập liên hồi, mặt cô hình như cũng đỏ bừng bừng thì phải. Thế cô Hải im lặng không nói gì thì Hoàng liền hỏi. Em sao lại im lặng vậy? Lưng anh êm quá hả? Lưng cứng như thép ý. Em ôm cổ anh chặt nó vừa thôi, anh sắp ngạt thở rồi đây này. Có sao? Em đang muốn hạ sát anh đấy hả? nói nữa là bóp chặt hơn đấy <laughs> hai người vui vẻ đưa nhau đi qua mấy đoạn đường nữa thì mới dừng lại mà chính xác là cô hà sợ hoàng mệt nên là bắt anh dừng cho cô đi xuống hoàng nhìn cô hà mặt còn hơi đỏ thì cố tình mà trêu đùa em vẫn còn xấu hổ đấy hả làm gì có sao anh nhìn ra điều này nhỉ quay về khách sạn đi đói rồi không nghĩ em lại ngại thế này đâu đấy đã bảo là không có mà mà anh bảo này gì Chúng mình đã ở bệnh viện cùng nhau hai đêm rồi Mà hôm nay vẫn phải thuê phòng hai Nghĩa là hai phòng ý Lãng phí quá Tôi trả tiền được chưa Anh thấy phí thật đó Sao không ở chung phòng đi Nói thêm nữa là ăn đòn đấy <laughs> Nhìn em đỏ mặt đáng yêu ghê Đã bảo là thôi là thôi mà <laughs> Về tới khách sạn rồi đấy Bớt cười lại đi Không người ta tưởng cậu bị hâm đó Kệ người ta Cười thì hở 10 cái răng lên tới tầng 2 của hai người. Hoàng không về phòng của mình mà cố tình đi theo vào cùng cô Hà. Độ trai lì cả trớn lại bắt đầu được bộc phát. Hoàng nằm dài trên chiếc giường to êm ái của cô Hà nói lời bâng quơ. Giường này êm thật đó. Vậy nhường cho cậu. Thật hả? Ừ, tôi qua phòng cậu ngủ. Em đúng là... Là gì? Vậy về phòng tắm đi. Thơm anh một cái, anh mới về. Đừng có nhây với tôi. Người yêu của nhau rồi mà cứ phải xin sỏ buồn thế không biết. Có dậy không? Cô Hà đứng trước Hoàng đề nghị thì Hoàng kéo luôn cô xuống. Bị bất ngờ nên là cô Hà nằm gọn lên trên người của Hoàng. Cái tên vô sỉ này cứ thi thoảng lại hâm hấp lên, bực thật. Bỏ ra đi. Nằm im, anh ôm một lúc. Đừng có mà làm càn nhé, tôi không đồng ý đâu. Anh chỉ ôm thôi mà. Đàn ông nào cũng nói cái câu quen thuộc đó đấy. Nhưng mà tôi không phải là cô gái mới lớn, cậu hiểu không? hiểu nhưng mà vẫn là chị ôm tôi. ơ, ờ. nằm im một lúc thì cô Hà lại phản đối. được chưa? em đúng là không có chút lãng mạn nào cả. chiều theo ý cậu tôi nằm im nãy giờ rồi đấy. còn muốn gì nữa? anh sắp sai em rồi, cho ôm tí cũng là ki bo. nhớ thì gọi điện là được chứ sao? nhưng mà không được ôm, không được hôn em, hư quá đấy. thanh niên nghiêm chỉnh hư bao giờ? Hai năm rồi mà vẫn nghiêm túc Chỉ là cầm tay với cả hôn Và hôm nay mới được nằm như này đấy Muốn gì thì cũng đợi đi Biết mà Về tắm đi, tôi đói bụng rồi Ừ, đợi anh một chút Buổi tối đó sau khi mà ăn uống xong Cả hai đi chơi tới muộn mới về phòng Chia tay rồi mà lúc sau Đã thấy tiếng gõ cửa rầm rầm Cô Hà biết chỉ có Hoàng mới làm vậy Nên là đi ra mở cửa Thế cái mặt nhăn nhở thì cô Hà nghiêm túc hơn lại làm sao nữa, đi cả ngày rồi mà không mệt hả? Không mệt, mà nhớ em không có ngủ được. Hâm nó vừa thôi. Cho anh vào ôm em chút đi. Nhõng nhẽo nó vừa chứ. Hoàng lách người chạy biến vào trong rồi ăn vạ. Thật đó, nhớ lắm. Đi hai năm thôi mà. 730 ngày, 17.520 giờ đấy cô ạ. À. Sinh viên giỏi toán có khác, tính nhanh thế. Lâu ơi là lâu, cố gắng lên. Đợi anh nhé. Ừ hoàng nhìn cô hà không kiềm được muốn hôn lên đôi môi đỏ kia mà hà lần này cũng là không từ chối mà hợp tác với hoàng một nụ hôn ngọt ngào say đắm kéo dài nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi rồi cũng đến ngày hoàng và thủy tiên đi sang nước úc du học hai người có lẽ vui nhất là bà hạnh và bà lệ cuối cùng thì sau hai năm có lẽ thì cũng có cơ hội chia rẽ được hoàng và cô hà Tối hôm trước hai người đã tạm biệt nhau tình tứ lắm rồi. Thế nhưng mà hôm nay trước cả nhà Hoàng cũng là chẳng ngại mà thể hiện tình cảm của mình đối với cô Hà. Tuy nhiên Hoàng vẫn là giữ chừng mực để không ai có thể nói được gì cô giáo yêu quý của mình. Hoàng cầm tay cô nói lời thâm tình, nhẹ nhàng. Đợi anh về. Hai người đi may mắn nhé. Góc bên kia bà Hạnh, bà Lệ nhìn cảnh này thì chướng mắt lắm. Nhưng mà cũng chỉ có thể im lặng, chờ đợi đến giờ bay mà thôi. Còn Hoàng thì vẫn tiếp tục dặn dò tình yêu của mình. Đừng lo gì cả. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Ừ. Từ ngày hai người nhận lời đến bây giờ thì là lần đầu tiên Hoàng phát hiện cô giáo hà của mình cũng xúc động. Đúng rồi. Dù có mạnh mẽ, cứng rắn lắm thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình nhiều đến vậy thì Hoàng lại càng trân trọng. Không ôm được trước trốn đông người nên là Hoàng chỉ có thể nắm chặt tay cô đừng khóc đấy nhé không anh quay về đấy tôi không biết ướt như vậy đâu thế thì tốt tiếng loa thông báo rồi vào trong đi hoàng lúc này mặc kệ tất cả ai nhìn thì cũng vờ như là ghé tai cô nói nhỏ nhưng mà mục đích lớn vẫn là thơm nhanh cô hà một cái anh yêu em người kéo vali vào trong kẻ quay về phút giây nhói lòng này sẽ qua rất nhanh thôi cả hai lại tự an ủi bản thân mình như vậy mà tiến về tương lai tất cả đều đã tính trước, biết trước, tâm lý sẵn sàng trước thế nhưng mà khi máy bay cất cánh thì lại không như những gì đã chuẩn bị, ở trong nước xa nhau vài ngày nếu nhớ lại có thể là gặp nhau, tâm lý cũng là khác, còn đằng này là cách xa nhau hàng nghìn km, muốn đi đâu đâu phải là dễ dàng. Một nỗi niềm khó nói ra được bằng lời của một giáo viên sống nội tâm như cô Hà, bất cứ việc gì cũng là tự mình làm, tự mình chịu đựng tự mình đối phó. Đã có rất nhiều khó khăn trước mắt, thế nhưng mà lần này vì tương lai của người cô yêu cũng là một lần cá cược lớn cho sự trung thủy của Hoàng. Nếu vượt qua được thời gian thử thách này thì cô sẵn sàng cùng Hoàng đi cùng trời cuối đất. Những ngày tháng đầu nhớ nhung cồn cào ra giết cũng qua đi. Đôi bên cũng đã quen dần với sự thiếu vắng nhau trực tiếp mà chỉ được nhìn qua bằng hình ảnh sự tranh lệch về múi giờ không quá lớn nên là hai người vẫn có thể thường xuyên trao đổi tâm sự với nhau mà không ngại phiền hà đối phương ở bên đó sinh viên không cần phải học liên tục như ở bên việt nam thời gian cho sinh viên trải nghiệm là có nhiều hoàng cũng muốn bản thân thích góp được nhiều kinh nghiệm sống hơn nên anh đã cùng tham gia với hội nhóm sinh viên việt và bắt đầu công việc bán thời gian của chính mình Thủy Tiên chờ đợi cơ hội ở riêng bên Hoàng cũng đã hai năm nay thì dễ gì không chớp được thời cơ khi mà đã có. Cô ta muốn được ở cùng với Hoàng mọi lúc mọi nơi nên đã không ngần ngại mà đi theo, không sợ vất vả, chỉ cần được ở gần người mình thích. Mặc dù luôn nhận được sự lạnh nhạt của Hoàng nhưng mà Thủy Tiên không từ nản, kiên trì đi theo anh như một người vệ sĩ, thầm lọng như là cái bóng đi bên đời một thần tượng như vậy. Đối với Hoàng, chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng thì anh cũng không động chạm hay là gây khó dễ. Việc ai người đó làm và anh luôn có một khoảng cách nhất định đối với Tiên. Mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường, Hoàng vẫn đảm bảo việc học tập là chính, Thủy Tiên cũng là không kém phần. Dù đi làm có vất vả so với sức của cô ta, nhưng mà vì người mình thương cũng cố gắng mà vượt qua tất cả. Có một hôm hai người đi làm cùng ca, vì thời gian tan làm là có hơi muộn, mà cũng là cùng đường về khu trọ nên là Hoàng tốt bụng đi về cùng. Việc làm này là bản năng tự nhiên của một con người sống có tình cảm, có trách nhiệm, cũng như là cùng là bạn bè và cùng là đồng hương thôi, chứ Hoàng không có ý gì khác cả. Nhưng với Thủy Tiên thì cô ta lại nhận định rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả và sự dịu dàng kiên trì biết điều của mình sẽ khiến cho hoàng đang hướng dần về phía mình những ngày sau đó cứ mỗi lần trùng ca thì tiên đều có cơ hội được hoàng đưa về cùng điều này khiến cho tiên rất vui và hôm nay cô ta đã bộc bạch tâm ý của mình lần nữa anh hoàng ngày mai được nghỉ hai đứa mình đi chơi đi tôi không rảnh vừa được nghỉ học mà chỗ làm cũng là được nghỉ mà có bận gì đâu bạn không bận nhưng mà tôi bận về ngủ đi tôi vào phòng đây anh, sao anh lại cứ lạnh nhạt với em thế? Bạn bị hiểu lầm gì đúng không? Em... Nếu những ngày vừa rồi tôi tốt bụng chờ bạn về cùng mà khiến cho bạn hiểu lầm, thì tôi sẽ là rõ ràng ngay bây giờ. Vì mẹ bạn đã có lời nhờ vả khi mà chúng ta qua đây học tập, với cũng vì chúng ta là bạn học với nhau, sang đây lại xa xôi, nói gì thì gì cũng là đồng hương nơi xứ người. Với cùng ở một chỗ nên là tôi thuận tiện thì giúp bạn chỉ thế thôi thủy tiên mất bao nhiêu công sức mới có cơ hội này nếu nóng giận sẽ trở thành công cốc nên là cô đã nhẫn nhịn lại mà nhẹ giọng nói dạ em hiểu mà chỉ là ở bên đây buồn quá đi học đi làm cả tuần nên là được ngày nghỉ thì rủ anh đi cùng nhưng mà nếu anh bận thì thôi ạ à. khuya rồi về phòng ngủ đi vâng ạ à. tiên tức lắm nói đến vậy cũng không khiến cho hoàng thay đổi suy nghĩ vẫn là lạnh nhạt mà đi về hướng phòng của mình mà không thèm quay lại. Thủy Tiên vẫn hy vọng chờ đợi tới hôm sau xem Hoàng có thay đổi ý định hay không. Thế nhưng mà càng chờ lại càng thất vọng. Cả một ngày nghỉ, Hoàng cũng chỉ có ở lì ở trong phòng mà không ló đầu ra ngoài. Không có cam chịu thất bại, Thủy Tiên lại kiếm cớ gõ cửa mà làm phiền. Cốc cốc. Ai đó? Là em đây. Có chuyện gì không? Em được bạn cho ít đồ ăn, em mang sang cho anh một nửa. Tôi vừa ăn rồi, không ăn hết thì đem cho người khác đi. Vâng ạ. Tiên tức giận, đem ném đĩa bánh ngọt cái vèo vào thùng rác, đi một mạch về phòng của mình, chùm chăn, nghĩ tới cô Hà thì Tiên lại càng giận sôi máu. Chỉ là một cô giáo tầm thường, so về tất cả đến nhan sắc còn thua xa mình, vậy mà Hoàng cứ nhất nhất hướng về nơi đó mặc cho tiên làm đủ mọi cách cũng là không khiến cho hoàng động lòng nằm không yên cô ta lại gọi điện về cho mẹ mình mà kêu ca khóc lóc bà lệ ở bên này thấy vậy cũng là sốt ruột gần một năm qua mà con gái vẫn là chưa chiếm được tình cảm của hoàng cứ tình hình này thì đến lúc về cũng là chưa chắc đã làm nên cơ đồ bà ta tìm bà hạnh nói chuyện thì hai bà lại tâm cơ và âm mưu cô hà vẫn lịch dạy học dày đặc ôn thi nhưng mà trưa hôm nay cô vừa mới rong xe ra tới cổng trường thì bị mấy bà bịt mặt lao vào bất ngờ đánh hội đồng họ vừa đánh vừa chửi bới ẩm ý lên nói cô là đồ cướp chồng rất nhiều câu tục tiêu nữa đã được họ văng ra hành động quá bất ngờ khiến cho cô hà không kịp phản ứng lại trùng với giờ học sinh tan nên là dẫn tới hiện trường hỗn loạn một mình cô không chống đỡ nổi mà họ cũng là không cho cô kịp chống đỡ mà liên tiếp đánh và đạp còn xé cả quần áo của cô nữa cũng may là có bác bảo vệ ở gần đó vội chạy hô hào cùng với mấy học sinh tham gia ứng cứu thầy phúc cũng được báo cũng là chạy ra kịp thời nên là cô không bị thương quá trầm trọng quần áo cũng là chỉ rách vài chỗ thầy phúc cùng hai em học sinh nữa đưa cô hà về tới nhà để hai em học sinh giúp cô hà xử lý mấy vết thương ngoài da còn mình thì ra ngoài gọi điện cho vợ chồng khánh khoảng chừng nửa tiếng sau thì vợ chồng khánh hoa đã có mặt hoa cảm ơn hai em học sinh đã giúp đỡ cô hà cô nói mọi việc ở đây giao lại cho cô rồi nhắc hai em về sớm kẻo bố mẹ lại mong tiễn hai em học sinh ra về thì hoa quay lại phòng của cô hà nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng của hà mà hoa đau lòng hoa tiến lại ngồi xuống ôm cô hà thì lúc này hà mới khóc được từ ngày quen biết nhau tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên Hoa chứng kiến cái vẻ yếu đuối của cô Hà. Thương xót lắm nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể là bờ vai cho đứa em này dựa vào. Không sao, không sao rồi. Qua hết rồi. Chị ơi, đừng sợ. Có anh chị, có Phúc ở bên em. Anh, anh Khánh nhất định sẽ là không tha cho bọn họ đâu. Hôm nay bọn họ chạy thoát được thì không có nghĩa là trốn được mãi. Đừng nói gì với Hoàng, Ừ, không nói. Em thấy chóng mặt, muốn ngủ một chút. Ừ, nằm xuống đi, chị nằm cạnh em. Thầy Phúc cùng với Khánh về qua trường. Sau khi mà xem trích xuất đoạn camera thì Khánh đưa ra đề nghị. Để cháu giữ bằng chứng này. Nhìn cũng không rõ lắm, liệu có khó khăn gì không cháu? Chú yên tâm, cháu sẽ có cách. Việc này cháu có nghi ngờ gì không? Hà từ trước tới nay không có va chạm với ai, Sống mẫu mực nghiêm chỉnh không thể mà có chuyện này xảy ra được. Cháu nghĩ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là có thể đánh ghen nhầm. Thứ hai đây là một sự sắp xếp có mục đích. Ý cháu... Vâng, rất có thể đấy ạ. Nếu có liên quan tới mẹ cháu thì tính thế nào? Hiện tại cháu cũng không dám nghĩ nữa chú ạ. Nếu quả thực là có liên quan, cháu sợ Hoàng sẽ là không bao giờ tha thứ cho bà nữa hai chú cháu nói đến đó thì chỉ biết thở dài không dám nghĩ tới việc có thể xảy ra chỉ hy vọng bà hạnh có mồm miệng độc ác thôi chứ cũng không tham gia vào mấy cái việc này thật sự là quá thất đức khánh thật sự lo lắng và luôn cảm thấy áy náy đối với hà dẫu sao anh cũng được em trai nhờ vả là trông nom vậy mà để sự việc này xảy ra đối với cô có liên quan đến mẹ anh hay không thì còn chưa bàn tới, trước mắt phải tìm ra kẻ chủ mưu trước đã. Khánh để vợ ở lại với cô Hà, còn anh thì đến công ty luật của mình để mà làm việc tiếp. Ngay tối đó Khánh về lại nhà bố mẹ, anh nói chuyện với bố trước, còn mẹ thì Khánh không nói gì, hai bố con dõi theo thái độ và hành động của bà, nhưng mà vẫn thấy là bà bình thường, không tỏ vẻ gì là khác lạ. Ngày hôm sau cũng là không thấy có biểu hiện khác thường. Nhưng mà tới ngày thứ ba thì ông Nhân có nghe được cuộc nói chuyện của vợ đối với bà Lệ, không biết đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy bà Hạnh quát khẽ. Tôi đã nhắc bà rồi mà bà không có nghe tôi. Nếu để phát hiện thì toi cả lũ đấy. Yên tâm cái gì? Hai hôm nay tôi thấy thằng Khánh nó cứ thì thầm với bố nó chuyện gì đấy. Bà bảo bọn nó cứ liệu cái hồn. Bà đấy, tôi đã nói là không... Bà Hạnh chưa kịp nói hết câu thì ông Nhân giật cái điện thoại của vợ đưa lên tai. Mấy lời sau cùng của bà Lệ nói ông đã nghe một một và giọng của ông không thể nào mà nghiêm hơn. Mấy bà chờ đó mà bị thưa kiện đi. Ông, tôi không ngờ mấy bà có ăn có học, nghề nghiệp như thế mà bày ra mấy cái trò bị ổi này. Người ta làm gì nên tội mà mấy bà ức hiếp, hám hại người ta vậy. Ông Nhân chỉ nói vậy rồi tắt máy, vẻ giận dữ hướng tới vợ mà quát lên. Tôi cho bà mấy phút để trình bày mọi việc. Nửa lời nói sai, tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với bà. Ông... Tôi nhường nhịn bà quá, nên là bà được đà làm tới có đúng không? Tôi cứ nghĩ bà chỉ độc mồm độc miệng. Thế ai ngờ mà bà lại độc ác tới vậy? Bà nghĩ gì mà đi hại một đứa trẻ như thế? Ông... Bà có giỏi, thì đi ngăn cản đứa con trai của bà kia kìa. Nó là người đi xin sỏ người ta yêu thương nó đấy. Bà tưởng nhà bà giàu có, mà người ta hám lắm à? Ông dám đòi ly hôn lại còn bắn tôi nữa. Ông, ông dám. Tôi không cần người vợ độc ác như bà. Ông quá lắm rồi nha. Tôi không có làm chuyện đó. Bà có dám thể không? Tôi ghét cô ta là thật, nhưng mà tôi không đến nỗi mất nhân tính như thế. Vậy bà nói sao về cuộc điện thoại lấp lửng khi nãy với bà Lệ? Nói không rõ, tôi cũng ly hôn. Ông... Ông nhân nhìn vợ tức đỏ bừng cả mặt lên, nhưng mà hôm nay ông cũng không nhường nhịn mà rõ ràng ý định. Bà có khóc lóc, tôi cũng không bỏ qua. Tôi không có làm thật. Đúng là tôi có ý cảnh cáo cô ta, nhưng mà tôi mới chỉ bàn với bà Lệ. Với cái cách tôi đưa ra cũng không phải là làm trò bị ổi đó. Tôi bảo cứ từ từ tìm cô ta cảnh cáo sau. Ai ngờ bà Lệ lại thuê người làm cái việc đó chứ? Vậy sao hôm sau biết rồi, còn không nói rõ với tôi mà còn cố tình giấu giếm, còn bao che cho họ nữa tôi, tôi... Bà đúng là hết thuốc chữa. Con trai bà được như ngày hôm nay là nhờ con bé đó hết lòng giúp đỡ, động viên, yêu thương. Bà không cảm ơn lại còn chia rẽ chúng nó. Dù lần này bà không trực tiếp tham gia, nhưng mà bà biết mà bà không nói, thì cũng không thể nào mà chấp nhận được. Tôi... tôi... Các bà cũng làm mẹ. Nếu con gái các bà khi không bị như thế, liệu bà có đau xót hay không? Mà tôi cũng nói thật cho các bà biết, tôi không bao giờ chấp nhận làm thông gia với những người không có nhân có nghĩa như thế. Bà tỉnh lại mà suy nghĩ đi, bà trách con trai không có lý trí, nhưng chính bà mới là người mất đi lý trí. Mới đi tin kẻ xấu làm hại hạnh phúc của con cái mình, nghèo không phải là cái tội, bà hiểu không? Tôi tôi không làm hại gì nó hết, ông đừng có mà mắng nhiếc tôi nữa. Tôi không nói nhiều với bà, tôi chỉ nhắc nhở lần cuối yêu hay ghét là việc của cá nhân bà. Nhưng mà tôi cấm bà từ nay không được động đến con bé. Nếu để tôi biết được bà có định thôi, thì tôi với bà đường ai nấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 6 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo, do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.